vùng đất Tiền Giang nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, mang đặc sắc miền sông nước Tây Nam Bộ. Đến với hội thi hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 xin được giới thiệu về một điểm đến là một công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng nhất miền Tây Nam Bộ, đó chính là chùa Vĩnh Tràng, một ngôi chùa cổ độc đáo, hội tụ nét giao thoa kiến trúc văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Sau đây xin trân trọng kính mời ban giám khảo và tổ chức cùng quý vị đại biểu cùng tham quan ngôi chùa này. Được xây dựng theo hình dáng gốc của Hán Tư trong một khuôn viên xanh mát với diện tích khoảng 2 hecta trên đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ngôi chùa Vĩnh Tràng đã trải qua nhiều lịch sử thăng trầm nhưng vẫn giữ được vẻ trầm mặc và linh thiêng cùng thời gian. Ban đầu chùa chỉ là một thảo am để là nơi tu tập cho những người về hưu do ông bà tri huyện Bùi Công Đạt xây dựng thời Minh Mạng. Về sau chùa được hòa thượng Huệ Đăng cùng với nhiều sự giúp đỡ của các đạo hữu xây dựng lại qua nhiều lần tôn tạo. Cuối cùng nơi đây ngôi đại tự và đặt tên là chùa Vĩnh Trường, với ngụ ý vĩnh cụ đối sơn hà, trường tồn tề thiên địa, dân gian thường gọi chùa Vĩnh Tràng. Trải qua nhiều đời truyền thừa, chùa Vĩnh Tràng ngày càng rộng lớn uy nghiêm, là nơi để những người theo Phật hoặc bà con gần xa đến để hành hương. Trước cổng chùa có hai cổng tam quan kiểu mỏ tinh xảo xây theo kiểu cổ lầu để hình hòa thượng Lê Ngọc Xuyên đứng trên bậc cột xi măng. Cửa ngõ cổng tòa cầu xứ Trung Hoa xứ Việt Nam thân hình long lân quy phượng, canh một lư tiều, các câu đối cũng cẩn bằng miếng chai đậm màu sắc óng ánh. Chùa Vĩnh Tràng được xây dựng thành bốn gian chính nối tiếp nhau: tiền đường, chánh điện, nhà tổ và nhà hậu. Đến đây du khách sẽ không thể choáng ngợp bởi quy mô bề thế với lối trang trí tinh xảo cùng sự kết hợp tỉ mỉ với văn hóa kiến trúc Á Âu. Những nét chữ Hán Việt theo lối chữ truyền cổ kính hay chữ các chữ Gothic, tất cả được kết hợp nhau một cách hài hòa tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp. Không gian bên trong chánh điện là nơi tập trung nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang đậm nét kiến trúc điêu khắc của truyền thống Việt Nam. Có thể thấy qua các đường nét trên từng cột trụ treo trên bộ Thiên Phương Tam Thánh. Bộ tượng cổ nhất của chùa gồm Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Đặc biệt ở đây có bộ tượng Phật Thập Bát La Hán cởi trên mình các con thú, trên mình những cạc gỗ cắt gỗ nghệ nhân Nam Bộ. Chánh điện chùa Vĩnh Tràng đều được gắn liền với nhà tổ bằng một sân thiên tĩnh, nhà tổ cũng gắn liền với nhà hầu cũng bằng một sân thiên tĩnh. Khu vực nhà tổ là nơi tôn thờ các vị trụ trì và các thời cũng như là các hương linh Phật tử và quá cố của chùa Vĩnh Tràng. Trong tiếng chuông ngân nga làm chìm như lỡ hết nỗi ồn ào của phố phường nhộn nhịp, từng làn khói trầm hương nghi ngút phản phất với vẻ thanh tịnh trong cái vô thường. Đi từ đến nhà tổ không chỉ làm cho lòng người thanh lọc giữa cõi Phật, mà hơn hết là nét giao hoa văn cổ kính với những nét chạm trổ trên từng thớ gỗ, ta như lắng đọng dư vị của thời gian. Nơi đây có rất nhiều cây kiện và cây cổ thụ gần bóng xanh mát cùng với một hồ nước tuyệt đẹp tạo nên một cảnh trí yên bình cũng như là thanh tịnh. Nổi bật giữa khuôn viên chùa là ba tượng Phật lớn. Đây là bức tượng Phật nổi bật của chùa, có thể nhìn thấy một khuôn mặt ông Phật vui vẻ phúc hậu một cách rõ ràng dù đứng từ xa. Tượng Phật Di Lặc cao 20 mét, nặng 250 tấn, được làm bằng bê tông cốt thép và thân Phật màu trắng bị
nhàng và nụ cười rạng rỡ. Có một điểm thú vị ở đây là tượng Phật được thiết kế một trệt một lầu để làm nơi làm việc của ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang. Tượng Phật A Di Đà cao 24 m là bằng bê tông cốt thép, được trang trí phía trước cổng chùa với bộ ký là Phật đang trong nơi chúng sinh cắt cõi, và đây được xem là một biểu tượng của ngôi chùa Vũng Tràng hiện nay. Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn được thiết kế tập với tư thế kiết, với sắc thái khuôn mặt nhẹ nhàng và an lạc. Tượng dài 32 m, cao 10 m và nặng 250 tấn, cũng giống như Phật Di Lặc. Đế tượng Phật niết bàn cũng được làm một lầu và làm chỗ nghỉ ngơi cho 100 chư tăng trong mùa an cư kiết hạ. Bên cạnh những tượng Phật khổng lồ uy nghiêm của chùa Vũng Tràng thì còn có một tòa tháp cao 7 tầng là nơi lưu giữ tro cốt của các Phật tử cũng như là chư tăng trong chùa. Với những giá trị lịch sử to lớn và kiến trúc độc đáo, chùa Vũng Tràng đã được hạng di tích tham khảo quốc gia và được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào ngày 30 tháng 8 năm 1984. Đến năm 2007, kỷ lục UNESCO Việt Nam đã công nhận chùa Vũng Tràng là ngôi chùa đầu tiên ở Việt Nam với phong cách kiến trúc kết hợp của phương Đông và phương Tây. Sau đó, đến năm 2013, thì Liên hiệp các hội du lịch của Việt Nam đã công nhận chùa Vũng Tràng là điểm du lịch văn hóa tâm linh trong chương trình Việt Nam những điểm đến ấn tượng. Chùa Vũng Tràng hiện nay là văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, đồng thời cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện Phật giáo trong tỉnh nhà và các đại lễ như là Phật đản, Vu Lan. Nơi đây không chỉ là điểm du lịch để thu hút đông đảo các thập phương trong và ngoài nước đến tham quan, trên bái và gửi gắm đến những khát vọng bình an, mà còn là một di sản văn hóa tâm linh độc đáo của Việt Nam. Với những giá trị lịch sử lâu đời, kiến trúc độc đáo, bố cục hài hòa, môi trường tự nhiên và hơn hết với thông điệp tâm linh mà mọi người muốn gửi gắm đến chùa Vũng Tràng, xứng đáng là một bảo vật văn hóa, là điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Phần dự thi của đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8 đến đây là kết thúc. Cuối lời xin kính chúc sức khỏe quý đại biểu, quý ban giám khảo, lời chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc và chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn và trân trọng. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Đỗ Trần Tố Nguyên. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Lê Thị Thùy Linh đến từ đơn vị phường 9 sẽ giới thiệu sản phẩm truyền thống cơm rượu Lâm Tuyền Phụng. Thí sinh của đơn vị xã Mỹ Phong chuẩn bị.